Còn về ngày hôm nay thì chúng ta có cái phần đại cương giới thiệu chung nhất về cái học phần học tạm hòa này, và cái người trình bày là mình đang thi anh thương thế. Thì cái mục tiêu của ngày hôm nay ấy, thì chúng ta hiểu được cái định nghĩa thảm họa cũng như là cho một vài các ví dụ rồi cách phân loại thảm họa. Chúng ta phải nắm rõ phân biệt được cái thuật ngữ mà thường được sử dụng trong cái quản lý thảm họa. Chúng ta phải đồng thuận với nhau hiểu về cái cả cái thuật ngữ này, thì sau này khi mà chúng ta sử dụng trong các bản kế hoạch hay là nói, thì những cái người mà liên quan trong cái quản lý thảm họa họ sẽ có cái tiếng nói chung và hiểu được là trong nhóm là đã đề cập đến những cái điều gì. Và một cái mục tiêu phụ nữa là chúng ta phân biệt được cái tình trạng khẩn cấp và thảm họa. Thì cái này nếu mà chúng ta đã phân tích được cái thuật ngữ cơ bản thì rõ ràng là sẽ phân biệt được hai cái thuật ngữ là tình trạng khẩn cấp và thảm họa. Thì nội dung là gói gọn như vậy. Thì để mà khởi động cho cái buổi chiều ngày hôm nay thì là chúng ta có ba cái câu hỏi để cho các em khởi động. Đầu tiên thì theo em nghĩ thảm họa là gì? Cái này là chúng ta đang brainstorming thôi phải không? Nên là lấy ý kiến của các bạn cứ nói ra những cái điều gì mà các bạn hiểu nghĩ tới. Hoặc là nếu bạn nào mà có cái cơ hội đọc tài liệu trước đó ở nhà rồi thì chúng ta hiểu được như thế nào thì chúng ta trình bày ra cho cả lớp được biết. Sau đó là cho một số các cái ví dụ em cho là thảm họa gần đây. Đã, tức là những cái thảm họa gần đây trong nước cũng được, thế giới cũng được. Rồi người ta thường phân loại thảm họa như thế nào? Và câu thứ ba thì là theo em thì cái xu hướng thảm họa hay là cái việc thống kê thảm họa trên thế giới hiện nay thì nó như thế nào? Thì là ba cái câu hỏi để cho các em khoảng 50 phút để mà suy nghĩ, và mỗi bạn trả lời thì chỉ cần trả lời một câu là được. Các em hiểu cái hoạt động như chưa ạ? Đấy, suy nghĩ đi em. Rồi khoảng 50 phút nữa chúng ta quay trở lại để mà nhận cái phản hồi từ phía lớp. Tiếp theo thì mình xin phép được tắt camera để khỏi ảnh hưởng đến cái đường truyền. Khi nhiều bạn đông quá thì họ sẽ không có mở được micro.
Rồi xin chào các em. Chúng ta thấy có một số các cái phản hồi của các bạn ở trên phòng chat phải không? Khá là nhiều đấy. Bạn Văn Lắp thì cho rằng thảm họa là những cái biến cố bất ngờ tác hại tổn thương đến con người, kinh tế, vật chất và môi trường. Bạn lấy ví dụ như là động đất sóng thần ở Nhật Bản, rồi bão thường xuyên ở miền Trung. Ở bạn Nguyễn Trung thì bạn chia thành là thảm họa tự nhiên và thảm họa cho con người. Bạn cũng đưa ra các cái lý do, các cái ví dụ như là động đất sóng thần ở Nhật Bản, rồi thảm họa do con người thì bạn nói là Hiroshima. Xin lỗi các em. Hiroshima Nagasaki, tức là cái sự kiện là ném hai quả bom nguyên tử đấy của Mỹ xuống các thành phố ở Nhật Bản, rồi cái vụ nổ của nhà máy hạt nhân, phải không? Chernobyl. Và bằng Hồng Ngã thì là thảm họa là những cái hiện tượng gây thiệt hại về kinh tế, tính mạng, sức khỏe, cơ sở hạ tầng với một mức độ lớn và cần sự hỗ trợ từ nơi khác. Đây. Nếu mà cái phần trả lời của bạn từ nơi khác này bạn nói rõ hơn một tí nữa thì nó khá là hoàn chỉnh, phải không? Bạn Thiên Nguyên, thảm họa là những rủi ro biến cố xảy ra gây ảnh hưởng nặng nề đến con người, môi trường và xã hội. Bạn nói là nặng nề đến con người, môi trường và xã hội. Bạn nói ví dụ là về động đất, sóng thần, lũ quét. Về câu 2 thì có hai loại thảm họa, thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người. Bạn Minh An thì là có ý kiến cũng khá là tương đồng, là các hiện tượng gây ra thiệt hại về kinh tế, sinh mạng và hư hại đến sức khỏe. Với mức độ lớn đòi hỏi có sự cứu trợ từ phía bên ngoài. Rồi bạn cũng nêu lên là động đất, sóng thần và dịch bệnh. Hồng Ngã thì bổ sung thêm là có bốn loại thảm họa: tự nhiên, kỹ thuật, sinh học và xã hội. Tự nhiên, sinh học, xã hội, kỹ thuật cũng là cái trình bày của bạn Hoàng Như. Bạn có một số các cái ví dụ liên quan tới các cái phân loại khác nhau. Thảm họa xã hội thì bạn cho rằng là chiến tranh. Thảm họa sinh học thì bạn nói là chất độc màu da cam. Thảm họa tự nhiên là sóng thần, bão lũ. Thảm họa kỹ thuật thì bạn nói là ô nhiễm khí thải công nghiệp. Thường mà khi người ta nói đến các cái thảm họa sinh học thì có cái nguồn gốc của nó là từ các cái sinh vật. Em có thể kể ra như dịch bệnh này, thì là có thể là sinh. Còn lại là chất độc màu da cam á, mình có thể là chia nó vào cái nhóm là thảm họa do con người gây ra, tương tự với cái ô nhiễm khí thải công nghiệp như vậy. Rất là nhiều các ý kiến, đúng không? Để coi con cái gì nó khác biệt ra không. Hầu như thì ý kiến của các bạn cũng với nhau. Có bạn Trúc Quỳnh thì bạn chỉ phân ra hai loại là tương với thảm họa do con người. Chúng ta sẽ bàn về cái điều này. Bạn Minh An thì cũng là đồng thuận theo như vậy. Và sau đó thì có chia thêm bốn nhóm tương tự như các bạn đã nêu ra. Có bạn Trúc Quỳnh trả lời câu 3, đó là cái xu hướng của thảm họa, thì xu hướng thảm họa hiện nay là suy thoái của môi trường. Đó là chúng ta có những cái phần phản hồi liên quan đến câu hỏi thứ 3. Rồi đa số các bạn đều là có cái những cái phản hồi nó tương tự nhau và khá là nhiều. Cảm ơn các bạn. Tuy nhiên thì là có cái câu 3 thì chúng ta chưa được phản hồi nhiều, thì mình xin nên ý kiến của nhiều bạn về điều này. Khi mà nói đến cái xu hướng, cái này nó dịch từ câu là cái trend, tiếng ngoại ngữ nó là trend. Thì khi mà người ta mô tả xu hướng là đang xu hướng phát triển, tức là đang tăng lên hay là đang giảm đi hay là vẫn giữ nguyên như vậy, thì nó đúng hơn là xu hướng mà như là thời trang mà là theo xu hướng này xu hướng nọ màu sắc rồi đó. Thành ra là cả em cứ đập vào trong cái tiếng khoa học á, về cái tính khoa học thì là khi xu hướng là mình trả lời là giờ chứ là cái thảm họa này
là tức là về tần suất rồi số lượng hay là thống kê, bạn có thể dùng cái từ nào cũng được, nhưng mà đang tăng, đang giảm hay là đang vẫn giữ nguyên ở mức độ, thì mình phân tích thêm cái câu thứ ba này nữa cho các bạn đồng tâm hơn và trả lời nó chính xác hơn. Đấy. Có một bạn chị đáp tức là có phản hồi về phía cô bá này, nhưng mà cái phần phản hồi thì tức là bạn nói xu hướng hiện nay là do suy thoái môi trường đấy, thì nó chưa chưa đáp ứng được cái câu câu hỏi lắm. Thì có bạn nào bật microphone lên trao đổi gãy cho có cái dòng khác ngoài mình cái. Và tập trung vào câu hỏi thứ ba. Và mình được phân tích rồi là mình mong muốn các em cho cái nhận định là hiện nay cái thống kê nó đang tăng hay đang giảm hay là nó vẫn giữ nguyên như vậy. Xin mời các bạn. Các bạn đã rõ cái câu hỏi chưa ạ? Rồi nếu mà không có tình nguyện thì mình sẽ mời ngẫu nhiên ấy, mời bà Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Văn Bảo có trong lớp không em? Đây, thì theo mình thì cả em nên là tranh thủ trả lời những câu hỏi của mình để tránh việc là mình gọi ngẫu nhiên, gọi ngẫu nhiên mà các em không phản hồi thì là có vẻ là không có ở trong lớp rồi. Rồi mình quay trở lại có một phần phản hồi của bạn Minh An. Theo bạn nghĩ rằng thì cái xu hướng thảm họa hiện nay là đang tăng và được quan tâm nhất là đại dịch Covid. Cái phần phản hồi của Ngọc Anh đó là xu hướng thảm họa là gia tăng, bạn khẳng định như vậy, tăng cả về số lượng thiên tai và số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên số người tử vong thì là giảm, rồi thêm một số các cái nhận định của các bạn, phải không? Có bạn nào có cái suy nghĩ khác? Và tiếp theo cái câu ba như vậy thì các em cũng nên suy nghĩ theo thêm là các cái lý do vì sao mà xu hướng thảm họa nó tăng hay là đang giảm hay là đang giữ nguyên. Phú Thắng thì cho rằng là xu hướng giảm. Mời Phú Thắng em có thể mở mic lên và cho mình một số các lý do vì sao em cho là nó đang giảm không? Dạ, Rồi, dạ luôn. nghe rõ. Dạ, em nghĩ chào. Em nghĩ là tùy vào mỗi loại thảm họa mà nó sẽ có xu hướng tăng hoặc là giảm. Ví dụ bây giờ là không còn chiến tranh nữa nên là thời xưa thì có chiến tranh thế giới hay là chiến tranh giữa các nước thì số người chết do thảm họa sẽ nhiều hơn. Hoặc là về dịch bệnh thì thời xưa có dịch dịch tức là thời xưa thì sẽ không có cái các thiết bị y tế với lại thuốc men hiện tại, nên là em nghĩ là hiện tại có xu hướng tăng về số lượng thảm họa nhưng mà sẽ giảm về số lượng người chết. Rồi có phần nào đó của bạn Phú Thắng thì là trùng với bạn Ngọc Anh, là khi nói là cái số người tử vong do thiên tai là giảm. Và bạn Phú Thắng cũng nêu lên hai ví dụ là bạn nói là cả thảm họa xã hội á, là cái chiến tranh, tình trạng chiến tranh thì giảm. Rồi thêm một cái lý do nữa là lý do gì hè? Và bạn nói là cái việc mà điều trị nó tốt hơn, bạn có kể ra thuốc men như vậy thì là cái việc điều trị nó tốt hơn, thì dẫn đến là cái
hướng người tử vong do thiên tai nồng giảm. Rồi, cảm ơn em. Thì đấy là khi mà chúng ta nói ra thì chúng ta giải thích ra nhiều ý hơn. Chứ còn là nếu mà chúng ta chỉ viết một cái dòng đơn giản, đôi lúc là sẽ người khác sẽ hiểu hết tất cả các cái ý của mình, dẫn đến cái sự tranh cãi và cho rằng đối phương là không được chính xác hoặc là không đúng. Thì ngoài các cái lý do như thế thì các em cũng nghĩ thêm được các cái lý do gì khác nữa không? Bổ sung thêm đi, tại vì cái câu này nó rất là phong phú. Các cái lý do nào đó mà làm cho cái việc thống kê thảm họa hiện nay nó tăng lên, tức là cái số lượng, khi mà thống kê thì cái số lượng trực tiếp nó sẽ tăng hơn. Hoặc là nếu bạn nào cho rằng cái xu hướng giảm thì cái lý do gì ngoài cái lý do mà bạn Phú Thắng đã nêu ra là cái việc điều trị nó tốt hơn, hay là cái vấn đề chiến tranh là một trong cái nguyên nhân gây ra thảm họa nặng nề chẳng hạn thì nó đang giảm. Hoặc là bạn có thể là phản bác lại, tránh biên lại với những cái ý kiến của các bạn khác. Bạn Đình An có thêm ý kiến là xu hướng hỏa hoạn dịch bệnh đang tăng. Thế thì có vẻ là Đình An là thống nhất với bạn Phú Thắng ở cái chỗ là nó tùy theo các loài thảm họa mà nó có xu hướng tăng hay giảm. Mà đây là mình đang dùng cái từ tức là mình dùng ở trên cái gọi là cái mặt bằng chung nhất á, gọi là cái thảm họa nó chung thôi. Chúng ta đừng có tính ra các cái thảm họa riêng biệt đi để cho thấy là có cái thì tăng, có cái giảm. Nhưng mà nhìn chung nhất thì theo em là cái xu hướng thảm họa hiện nay là đang tăng, gọi là cái thống kê, xu hướng gọi là thống kê số lượng thảm họa là đang tăng hay là đang giảm, và có cái lý do nào đóng góp cho cái nhận định của các em. Thì khi mà chúng ta trình bày những cái phần câu hỏi như thế này thì các em thấy rằng đầu tiên là mình phải khẳng định mình nghiêng về cái xu hướng nào, tức là mình khẳng định cái nhận định ở trong đầu mình là gì, xu hướng hiện nay đang tăng, đang giảm hay là không thay đổi. Cái thứ hai là các em sẽ cho các cái lý do vì sao các em nghĩ là các cái động lực, các cái lý do nào để làm dẫn đến cái nhận định đó của mình. Và tốt hơn nữa là chúng ta sẽ có những con số hay là có những cái bằng chứng để mà làm rõ ra cái điều đó. Thì nếu mà có ba cái yếu tố đó thì là các em sẽ thấy rằng là cái tức là cái nhận định hoặc là cái ý kiến mà các em đưa ra nó rất là thuyết phục. Rồi chúng ta có thêm hai các cái lý do nữa, hai cái đề xuất nữa, đó là bà Anh Ngọc là tăng, bà nghĩ rằng xu hướng là tăng và là do kỹ thuật phát triển nên các cái thảm họa mà về cái việc chúng ta đánh giá là thảm họa nhân tạo hay là thảm họa kỹ thuật á thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy, rồi bạn Nguyễn Trung thì bạn có một cái ý ngược lại, bạn nói là tần suất của thảm họa là giảm, tần suất là giảm nhưng mà mức độ nghiêm trọng là tăng lên, tuy chiến tranh ít dần về số lượng nhưng thương vong vẫn còn cao và mức độ ảnh hưởng của chiến tranh là nguy hiểm hơn so với lúc trước. Dịch bệnh tuy không nhiều nhưng mà mức độ nghiêm trọng thấy nó nguy hiểm so với các đại dịch trước. Nên là bạn Công Nguyên có thêm một số các cái nhận định thêm như vậy. Đây là đôi lúc chúng ta đối chiếu, chúng ta nhìn nhận ở cái tầm trong nước hay là cái tầm quốc tế. Lúc này mình thấy rằng là có bạn nói là hiện nay là không còn chiến tranh hoặc là gì đó, thì mình thấy là có thể là bạn đang đứng phương diện là người Việt Nam hiện nay là chiến tranh đi xa mấy chục năm rồi, nhưng mà ở cả cái vùng khác ở trên thế giới thì chúng ta thấy là vẫn có những cái tranh chấp, vẫn có những cái cuộc chiến tranh xảy ra. Rồi lấy cái ý kiến cuối cùng của Đỗ Quang Vũ thì bạn thấy rằng xu hướng thảm họa là tăng và bạn nói đa số là tự nhiên, và vì cái tình trạng ô nhiễm môi trường nóng lên toàn cầu. Đấy, thì là bạn có nêu ra một cái lý do rất là chính đáng mà trước đó là các ý kiến khác là chưa có đề cập đến hoặc là chưa được làm rõ, đó là bạn nói cái biến đổi khí hậu, hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Rồi thì cảm ơn tất cả những cái phần xây dựng của các em. Và sau này thì mình nghĩ rằng là nếu có các cái ý kiến như thế, chúng ta cố gắng mở micro ra để trao đổi. Để là tăng thêm cái việc tương tác cái trong lớp, đúng không cô? Cứ nghe dòng của thương mại chập nó chán, không ạ? Rồi thì như mình nói đó là khi mình đưa ra một cái nhận xét nào đấy thì mình phải là có cái bằng chứng này. Thì trong cái phần đầu này thì mình sử dụng một số các cái định nghĩa hay là những cái nhận định mà lấy từ các cái cơ quan ở nước ngoài, và mình để giữ nguyên cái tiếng Anh để tạo cái kích thích cho các bạn nhé. Kích thích các bạn phải trao đổi thêm về cái ngoại ngữ nữa. Các bạn có rất nhiều các cái đề xuất về cái hiểu biết của các bạn liên quan đến cái thuật ngữ thảm họa. Thì bạn nào ở trong lớp mình khá tiếng Anh có thể là dịch lại cái slide này cho lớp được biết được không? Mà không cần là phải chính xác từng từ phải không, nhưng mà chúng ta dịch thoáng ý ra, và đa số nó cũng là lặp lại với những cái điều mà các bạn đã trình bày ở trên. Bạn Quang Vũ đề xuất cho mình một bài ngoại ngữ trong thời gian qua khá khá trong lớp đây nè. Dạ chắc bằng Khanh. Rồi mời bạn Thanh hả? Có thể phát biểu ý kiến dựa trên cái bảng slide này. Bạn Thanh có ở trong lớp không? Nếu mà các bạn không muốn để cho cô phát hiện thêm nhiều người không có ở trong lớp. Khánh hả? Rồi Khánh, Khánh thử mở mic nói xem. Đang có bạn nào micro ổn định phát biểu cái đỡ mất thời gian cái giai đoạn này, nhưng mà ít nhất là chúng ta phải có cái sự đồng thuận với nhau về cái khái niệm về thảm họa chúng ta mới đi tiếp được. Rồi bạn Khánh thì nói là không mở mic được. Thì nếu vậy là mình sẽ mời ngẫu nhiên rồi nghe. Thủy Giang. Thủy Giang có đóng lớp không? Thời gian không mở mic được hả? Mình mời thêm một bạn nữa và mình hy vọng mời bạn này cũng không phải là không được mở mic được nghe. Mời bà Nguyễn Thị Thu Hương. Dạ anh chào Rồi, cô. may quá. Rồi thôi cái thư thương ạ. À, mặc dù cũng được đề xuất là thuộc dạng là định tiếng Anh ở trong lớp, nhưng mà dù sao với cái mức độ những cái từ này hưởng để nổi gì đâu, thì em cứ 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 thử thử sức mình đi, rồi có gì mình sẽ bổ sung điều chỉnh. Thì đọc trong cái slide này thì em thấy gì về cái định nghĩa thảm họa?
Dạ thưa cô. Dạ thưa cô là thảm họa là sự gián đoạn nghiêm trọng được gây ra bởi bởi sự ảnh hưởng được gây ra bởi sự sự ảnh hưởng của một số sự kiện. Đòi hỏi đòi hỏi sự 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 phối hợp của nhà nước và các cơ quan khác để giúp cộng đồng phục hồi sau sự gián đoạn này. Sự gián đoạn nghiêm trọng có nghĩa là thiệt hại về người, thiệt hại về tính mạng của con người, bệnh tật hoặc là thương tích cho con người, hoặc mất mát hoặc hư hỏng tài sản, hoặc là thiệt hại trên diện rộng nghiêm trọng đối với môi trường. Rồi, cảm ơn em. Thì chứ là nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng được khoảng tầm 80% mình đánh giá đấy như vậy. Cố gắng là phát biểu cho nó nhanh. Các em có cái khả năng cái là phát biểu cho nhanh chúng tôi lấy mất công gọi đến 3-4 người. Đấy. Thì là cái vấn đề dịch của bạn thì nó khá là chính xác rồi. Thì là thảm họa về mặt là cả cái cơ quan thống kê quốc tế thì người ta định nghĩa thảm họa là những cái đổ vỡ hay là những cái sự tàn phá mà nó nghiêm trọng ở trong cộng đồng bằng thiếu cái phần cộng đồng. Trong sau này chúng ta thấy là trong cái thuật ngữ quản lý thảm họa nó có cái nhấn mạnh cái yếu tố cộng đồng rất là rõ, thì chứng tỏ cái từ cộng đồng đó là một cái từ then chốt mà các em phải nhắc đến. Và do tác động của một sự kiện, bằng dịch là một số sự kiện, thì ở trong này thì thực tế mà dùng gọi là dùng cái từ tiếng Anh á, thì hẳn là một sự kiện đó, một cái hiện tượng, một cái việc hay một sự kiện mà nó cần phải là cái phản ứng của cộng đồng rồi, mà cũng cần có cái sự hỗ trợ rất là đáng chú ý, tức là sự hỗ trợ mà mạnh từ phía bên ngoài để giúp cho, có thể là cấp độ quốc gia, mà để giúp cho cái cộng đồng này người ta có thể là phục hồi được sau cái sự đổ vỡ, cái sự phá hủy đấy. Và ở đây là đáng chú ý, thì các em thấy rằng là trong những cái phản hồi của các bạn lúc trước là nó đã bao gồm ý này rồi, tức là nó có cái sự hậu quả nghiêm trọng lấy một cộng đồng mà cần phải có cái sự chung tay hỗ trợ từ phía bên ngoài đáng kể cho cái việc phục hồi. Nhưng mà trong các cái phần phản hồi của các bạn là chưa làm rõ là cái gì ngoài là những cái thiệt hại nghiêm trọng. Đấy chứ, các bạn dùng dấu phẩy nó là gì? Là nó phải có hết tất cả những cái thiệt hại đó, hay là chỉ cần một trong những cái thiệt hại đó mà đạt cái mức độ nghiêm trọng thì đã gọi là thảm họa. Thế là chúng ta sẽ đi sâu phân tích như vậy để chúng ta biết rõ là cái sự kiện nào thì được gọi là thảm họa. Thì các em thấy ở trong cái định nghĩa này chúng ta thấy rằng là người ta định nghĩa là hoặc là có cái sự mất mát về tính mạng, về bệnh tật hay là về chấn thương của con người, hoặc là những cái mất mát hay là tàn phá đến diện rộng hoặc là nghiêm trọng đối với cơ sở vật chất. Cái bằng dịch cái từ tài sản, nhưng mà chúng ta dịch rộng ra cho nó thoáng là cái cơ sở vật chất, hoặc là một cái sự tổn hại nghiêm trọng hoặc là trên diện rộng của môi trường. Thế thì nếu mà chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc cái định nghĩa này thì các em thấy những cái chúng ta rất là fit vào những cái sự kiện mà chúng ta cho là thảm họa. Mình nói là ví dụ như cái sự kiện Formosa đi, đấy là cái sự thải ra môi trường, cái chất thải môi trường biển ở Nghệ An. Thì các em thấy rằng là nếu tính về tính mạng của người thì đã có cái chứng minh nào ngoài là cả ảnh hưởng gây bệnh hay là tử vong của những người dân dọc biển của chúng ta mà liên quan đến cái việc thải hóa chất đó không? Do đó nếu mà chúng ta định nghĩa thảm họa đến cái việc là phải có cái sự mất mát hoặc là tử vong hoặc là bệnh tật của con người, thì rõ ràng chúng ta nếu được nói là thảm họa.
Nhưng mà nếu chiếu trên cái định nghĩa này của quốc tế thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái ảnh hưởng tổn thương môi trường rất là nghiêm trọng. Chúng ta thấy rằng là cái môi trường biển dự đoán là phải 70 năm mà không không có bồi đắp thêm nữa thì cả cái chất ô nhiễm đó thì mới có cơ hội là phục hồi lại như hiện trạng hiện nay, chứ không phải là phục hồi lại như như trước đây mà rất là nghiêm trọng và trên diện rộng. Thì nếu mà chịu như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng là được xác định là một cái thảm họa. Rồi chúng ta mở rộng ra, cách đây vài năm thì chúng ta thấy có cái cháy nhà thờ Đức Bà ở thành phố Paris. Chúng ta gọi là nó là thảm họa không? Thì trước đây là nó sẽ gây ra một số các cái tranh cãi, ví dụ nói là chỉ cháy rùi cái nhà thờ rồi thôi, nhưng mà cái tính mạng của người hay là gọi là cái mức độ mà ảnh hưởng rộng thì nó có hay không, thì người ta sẽ có những cái tranh cãi. Tuy nhiên nếu mà chiếu theo cái mức độ thứ hai, em thấy là những cái mất mát cái cơ sở vật chất hay tài sản mà trên diện rộng hoặc là nghiêm trọng thì đứng về cái mặt văn hóa xã hội tín ngưỡng tôn giáo thì cái nhà thờ Đức Bà đó nó còn có cái ý nghĩa về là cái mặt tôn giáo cũng như là một cái biểu trưng của văn hóa của không chỉ riêng của thành phố Paris mà là của nước Pháp. Thì chúng ta có thể dựa vào những cái điều như thế và chúng ta xem xét là nó có được định nghĩa là một thảm họa hay không. Thì cái đó là mình không dám nói nhưng mà chỉ cung cấp cho các em cái tức là cái đồng thuận của họ của quốc tế về cái định nghĩa thảm họa để chúng ta chiếu vào trong khi phân tích sâu sắc hơn cả cái loại thảm họa. Tuy nhiên đứng về mặt quản lý thảm họa trong y tế của chúng ta ở đây này thì là thì chúng ta sẽ chú trọng đến những cái thảm họa theo cái nghĩa nguyên bản quán nhất là tổn thương mất mát về cái tính mạng rồi sức khỏe và chấn thương ở con người. Đây thì là một số các cái liệt kê về thảm họa thì cũng giống như các em thôi, thì liệt kê ra là lốc xoáy này, động đất này, lũ lụt này, voi rồng này, sóng thần, núi lửa, rồi các cái thảm họa tự nhiên khác, hay là những cái vụ nổ, những vụ cháy, đấy, những rò rỉ khí ga, hóa chất, rồi những cái dịch bệnh, các bạn nhắc lên là dịch bệnh COVID-19 chẳng hạn. Ở đây có cái sự là hư hại hoặc là tàn phá những cái dịch vụ hoặc là những cái cơ sở vật chất mà nó thiết yếu đấy. Là một lần nữa trong cái mục này thì chúng ta chiếu lại một số các cái thảm họa mà trước đây chúng ta đang tranh cãi nó có thể là thảm họa hay không. Rồi những cái vụ chiến tranh, tức là những cái cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, và cái em chú ý là cái phần cuối cùng là những cái sự kiện tương tự cho những cái sự kiện đã được đề cập đến ở trên. Thì đây là một cái thủ thuật trong khi mà trả lời về mặt thống kê liệt kê thì các em nên nhớ và lưu ý để mà sử dụng. Tức là chúng ta có thể là liệt kê ra cả trang giấy, hai trang giấy nhưng mà nó vẫn chưa đầy đủ. Nhưng mà nếu các em sử dụng cái chiếu này, các em chỗ cái câu dưới thì nó bao gồm những cái sự kiện mà tương tự như những sự kiện ở trên. Thì là chỉ cần cái này thì chưa tới được một nửa trang giấy nữa nhưng mà các em thấy rằng là một cái câu trả lời người nhận được họ sẽ thấy là nó khá là trọn vẹn 90%. Ví dụ như thế. Đúng về mặt nguyên tắc mà đây là cái tài liệu nước ngoài thì nó đang nói phải đạt 100% nữa nhưng mà chỉ cần nửa trang giấy thôi. Thì một cái thuộc trong khi mà chúng ta phản hồi các cái vấn đề liên quan đến liệt kê đó thì nên thêm cái câu dưới như vậy. Chúng ta nói qua cái phân loại thì các em có nhiều cách phân loại khác nhau đứng theo từng cái hệ thống. Ở trong sách thì cũng đề cập giống như các em thấy rằng là có bốn loại, rồi có bạn đề xuất là chia thành hai loại là tự nhiên và nhân tạo. Thì những cái đó mình đều là không cho nó là sai cả. Tự nhiên và nhân tạo nó hai hai cái mức rồi, tự nhiên thì là nhân tạo thế nó cũng cũng đúng. Nhưng mà trên đây thì chúng ta thấy nó xuất hiện thêm cái loại thứ ba nữa, đó cái loại là hỗn hợp hay còn người ta cũng gọi là thảm họa kép, là giữa cái kết nối giữa là vừa yếu tố thiên nhiên và yếu tố nhân tạo.
tự nhiên và nhân tạo thì các em đã cho nhiều các cái ví dụ. Còn cái thảm họa kép này thì là có cũng nhiều bạn nhắc đến trong cái phần của mình nhưng mà chưa phân tích ra thôi. Thì nó có thể là bắt đầu bằng một cái thảm họa tự nhiên nhưng mà sau đó nó dẫn đến các cái hệ lụy khác do con người gây ra, có yếu tố con người gây ra, thì nó được gọi là cái thảm họa kép. Như là trường hợp nhà máy Fukushima ở Nhật Bản, trước đó là một cái động đất và sóng thần, sau đó nó ảnh hưởng đến một cái công trình là nhà máy hạt nhân ở Nhật, thì nó dẫn đến là người dân cái cộng đồng đó ngoài phải chịu là cái thảm họa tự nhiên là sóng thần động đất thì họ phải chịu thêm một cái nguy cơ về rò rỉ hóa chất hạt nhân, xin lỗi, là rò rỉ hạt nhân từ cái nhà máy đấy. Hay là chúng ta thấy một số các cái cuộc chiến tranh bắt đầu là xuất phát là từ cái vấn đề là mất mùa rồi hàng hạn kéo dài, đó là một cái thảm họa thiên nhiên. Nhưng mà vì cái việc tranh giành nhau cái nguồn nước hiếm hoi thì là nhiều quốc gia hoặc là nhiều khu vực họ dẫn đến cái chiến tranh, nên lúc đó thì chúng ta thấy rằng là nó là cái thảm họa kép cho cái cộng đồng, cho cái người dân ở đó. Rồi cái câu hỏi xu hướng thì lát nữa nó khá thú vị, nó ban sâu, thế nên là mình sẽ cho các em nghỉ 5 phút đấy để chúng ta gọi là tiêu hóa lại những cái phần mà vừa được nghe và cũng đến cái thời gian các em được nghỉ giữa giờ. Thì mình cũng không muốn làm dùng, nhưng mà chúng ta không có 10 phút thì chúng ta sẽ nghỉ 5 phút, chúng ta sẽ quay lại khoảng tầm 2:40, hiện tại là 2:35 đấy, để theo dõi tiếp cái phần trao đổi phía sau.
Rồi cho các em mình quay trở lại đây. Chúng ta nói là tiếp theo cái phần buổi nghỉ thì chúng ta sẽ có cái phần bàn về cái xu hướng của thảm họa trên thế giới. Thì mình chỉ cho các em về cái ảnh cái slide thống kê của cơ quan thống kê thảm họa quốc tế nhé, về tình hình thảm họa. Thì cái dot ở trên thì chúng ta thấy cái cơ quan này họ cho thấy rằng là trong vòng từ năm 1990 cho đến 1950, cái số hơi cũ nhưng mà cho thấy cái vẫn là cái thấy một cái xu hướng hiện nay, đó là cái việc tăng lên của cái thống kê về thảm họa. Hay là như cái bản đồ phía dưới thì các em thấy đây là cái thống kê của thảm họa thiên nhiên. Thì từ năm 1900 cho đến năm hơn năm 2000 một tí thì các em thấy là cái đường biểu diễn của nó màu xanh này là cái đường những cái thảm họa liên quan đến khí tượng. Đấy, nó tăng rất là nhanh, thậm chí là gần đến 400 lần so với cái hai khoảng thời gian. Rồi cái đường màu tím này đó là những cái thảm họa về sinh học, và cái đường màu hồng này thì nhẹ nhàng hơn, đó là những cái thảm họa về địa chất. Những thảm họa về địa chất thì như là động đất, sóng thần. Thì các em thấy rằng cái con số cả cái thống kê nó tăng rất là nhiều. Thế thì cái câu trả lời là cái xu hướng tăng là hầu như là được mọi người đồng thuận. Thế nhưng cái thực sự cái lý do ở bên dưới để mà tăng cái số lượng thảm họa như là được mô tả thì thực sự là do cái việc tăng gọi là trực tiếp như vậy không? Có phải là cái số lượng tần suất thảm họa so với cách đây mấy trăm từ năm 1900 cho đến năm 2000 khoảng trăm năm là nó thực sự nó tăng lên 400 lần như vậy không? Đấy. Thì ở cái slide này nó cho chúng ta một số cả cái lý do, trong đó có một số các lý do mà các bạn đã được nêu ra và nó xác đáng. Căn cứ vào cái hình phía dưới thì các em thấy rằng là có bạn nhắc đến là do cái biến đổi khí hậu, do sự nóng lên của toàn cầu. Thì chúng ta thấy ngay cái ở dưới này là chúng ta thấy rằng là người ta nhắc đến. Rồi có bạn nhắc đến là cái chuyện là càng ngày thì cái việc phụ thuộc vào công nghệ, áp dụng các công nghệ thì là làm do sự gia tăng của con người vào trong cả cái yếu tố kỹ thuật hay là công nghệ, và khi thảm họa xảy ra thì cái nạn nhân nó cũng tăng lên. Thì các bạn đã bao gồm cả cái nội dung như thế này về mặt gọi là thảm họa tự nhiên và mặt thảm họa nhân tạo. Rồi chúng ta cũng đề cập đến là vẫn còn những cái cuộc chiến tranh xảy ra trên thế giới. Thế rồi có những cái lý do nào nữa mà chúng ta chưa đề cập đến? Các em thấy là đầu tiên là cái sự năng lực báo cáo. Em thấy trước đây, cách đây cả 100 năm, 200 năm thì đôi lúc thống kê chỉ là những cái thống kê trên giấy, ghi nhận ở trên giấy rồi cũng phải là gửi đi qua rất nhiều cả cản trở khó khăn, nó có khả năng thất lạc. Hoặc là những cái vùng xa quá xảy ra thảm họa thì cũng ai biết và cũng không ai thống kê cả. Nhưng mà hiện nay với cái trình độ như là chúng ta nói là chỉ cần ngồi một chỗ và bấm điều khiển cái vệ tinh thì ở nơi nào nó cũng chụp được, hay thảm họa gì xảy ra nó cũng nhận ra được. Ví dụ như thế thì chúng ta thấy rằng những cái cải thiện trong cái việc báo cáo thì nó làm cho cái số lượng nó tăng lên. Này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái dân số cũng như là cái mật độ dân số nó tăng lên. Cái điều này là phù hợp, nó cũng chỉ một mặt nó cũng chỉ ảnh hưởng đến cái gián tiếp quá là cái việc tận dụng môi trường, hủy hoại môi trường, mà cái việc tăng về số lượng hay là population density á, là cái số lượng người mà sống trong một cái đơn vị về diện tích nó tăng lên. Thì vì cái thảm họa, khái niệm của thảm họa của chúng ta là nó dựa vào cái mức độ ảnh hưởng tổn hại đến số lượng hay tài sản hay là dịch vụ ở trên một cái đơn vị như vậy. Thì nếu mà nó tăng lên, trước đây thảm họa nó tập trung vào một cái khu vực nhưng mà cái số lượng dân nó ít, ít cả cái cơ sở vật chất hay là không có cả cái dịch vụ nào thiết yếu, thì khi mà xảy ra chưa chắc nó được thống kê là thảm họa. Nhưng mà nếu nó xảy ra ở trên
một cái khu vực hiện nay với cái số lượng người bị ảnh hưởng nhiều và đạt mức để phân loại thảm họa. Sau này các em thấy Bộ Y tế chúng ta cũng là phân loại thảm họa theo cái số lượng đang nhấn nữa mà. Thì những cái yếu tố này là những cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng. Rồi rất là nhiều các cái thành phố được xây dựng ở những khu vực nguy cơ. Trước đây dân thưa thớt thì người ta sẽ lựa chọn xây dựng nhà ở hay là tập trung sinh sống ở những cái khu vực là nó an toàn, cảnh xa những cái khu vực mà có nguy cơ cao, giống như đồng đất hay là những cái vấn đề thảm họa khác, thiên nhiên khác. Thì với cái nhu cầu hiện nay thì chỗ nào có đất thì người ta sẽ vào đó ở và gia tăng cái tỷ lệ các cái thành phố ở các cái khu vực nguy cơ. Chúng ta có những cái vành đai núi lửa, chúng ta có những cái vành đai đồng đất, nhưng mà rồi thì cũng đó là cũng là có những cái thành phố, những khu vực đông dân cư ở cái khu vực đó. Thì khi thảm họa xảy ra thì rõ ràng nó sẽ là được thống kê và nó ảnh hưởng đến nhiều. Rồi chúng ta đề cập đến là cái giá trị kinh tế, cái câu là tính mạng, là cơ sở vật chất. Thì cái giá trị kinh tế ở các cái khu vực hiện nay nó tăng lên. Trước đây ảnh hưởng vào thì vài nhà tranh bắt đất, người ta cũng thống kê đó là cái thảm họa. Với cái giá trị kinh tế rất là lớn hiện nay thì cái việc chạy hay là sụp đổ những cái tòa nhà mà nó có giá trị lớn thì với cái đối chiếu vào cái định nghĩa của thảm họa thì chúng ta hoàn toàn là có thể báo cáo đó là một cái thảm họa. Thì một số cả cái lý do khác nằm ẩn bên dưới mà mình muốn nói ra để cho các em sau này khi suy nghĩ về cái phản hồi của một vấn đề, chúng ta cố gắng mở rộng cái các cái lý do bằng cái phương pháp như mind map hay là brainstorming chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có nhiều cái ý tưởng hơn cho cái phần phản hồi của mình. Rồi vậy thì là chúng ta hầu như là đồng thuận cái định nghĩa về thảm họa, và chúng ta quay trở lại là cái định nghĩa mà nhiều bạn đã được nhắc đến đây là những cái ảnh hưởng để mình tới coi. Chúng ta có cái định nghĩa là sự thảm họa là sự phá vỡ nghiêm trọng của các hoạt động của cộng đồng hay xã hội, gây nên những tổn thất lớn về người, vật chất, kinh tế hay môi trường và vượt quá khả năng chống đỡ của cộng đồng bị ảnh hưởng. Thì nó cũng là một cái cách nói khác thôi, nhưng mà nó cũng là tập trung lại là những cái ý mà chúng ta đã nhắc đến. Vượt quá khả năng có nghĩa rằng là muốn phục hồi thì phải cần có cái sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ nơi khác, từ cấp độ quốc gia để mà có thể là vượt qua được cái sự phá vỡ nghiêm trọng đấy, hoặc là khôi phục lại đấy. Hay là phía dưới này thì là chúng ta thấy rằng là nó gần với cái phiên bản tiếng Anh, đó là thảm họa là hậu quả của sự phá vỡ nghiêm trọng của quan hệ giữa con người và môi trường, và là một sự kiện nghiêm trọng bất ngờ xảy ra, hoặc là vẫn có thể là xảy ra chậm. Bất ngờ vì như là sóng thần, động đất, chậm thì có thể là trong trường hợp là hàng hạn chẳng hạn. Và ở mức độ mà cộng đồng bị ảnh hưởng cần có những cái nỗ lực rất lớn để đối phó, cũng như là cần đến sự hỗ trợ trợ giúp từ bên ngoài hoặc là cứu trợ quốc tế. Đây là cả em thấy có rất nhiều các cái thay đổi version, nhưng mà chúng ta có một số các cái điều nó tù trung lại thì chúng ta phải nắm bắt. Đây là cái chữ màu đỏ thì cho chúng ta thấy là phối hợp phá vỡ mối quan hệ giữa con người và môi trường, tự nhiên và xã hội, tổn thất lớn về người, cơ sở vật chất, rồi môi trường, vượt qua cái khả năng của cộng đồng và cần có cái sự trợ giúp từ bên ngoài. Thì tới đây thì chúng ta hầu như là đồng thuận nha với cái khái niệm về, hiểu biết về thảm họa là như vậy. Ở trong sách các em thì có thêm những cái các cái phần khác đọc liên quan, thì cái này phần dành cho các em đọc, như là các cái vùng hiểm họa chính là Việt Nam, rồi các cái những cái bàn luận khác xung quanh cái ý nghĩa của thảm họa. Thì chúng ta bước qua cái nội dung thứ hai về nắm bắt các cái thuật ngữ cơ bản trong quản lý thảm họa. Thì ở đây có 7 cái thuật ngữ cơ bản, thì các em đã được làm rõ về cái thuật ngữ là thảm họa. Thì là chúng ta có cái 6 cái thuật ngữ khác liên quan đến hiểm họa, liên quan đến cộng đồng, liên quan tính dễ bị tổn thương,
khả năng hay là sự đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng đối với tình trạng khẩn cấp hoặc thảm họa, rồi nguy cơ về thảm họa, và chúng ta có cái khái niệm về tình trạng khẩn cấp. Thì trước khi mình đi vào phần giảng thì mình cũng mong muốn các bạn cho cái suy nghĩ hoặc là cái hiểu biết của các em về cái sáu cái thuật ngữ này. Thì mỗi bạn phát biểu hay là được gọi tên thì các bạn trình bày cái suy nghĩ của các bạn về cái định nghĩa của cái thuật ngữ đó, cộng với bạn thấy rằng nó liên quan như thế nào với nhau trong bảy cái thuật ngữ đấy, đặc biệt là liên quan với cái thuật ngữ thảm họa, vì chúng ta đã nắm bắt được cái thuật ngữ về thảm họa rồi. Được chưa? Thì là hai ý để trả lời cho mỗi người. Đó là hiểu về cái khái niệm đó như thế nào và mối liên quan của nó trong các cái thuật ngữ này với nhau như thế nào, và đặc biệt là liên quan với cái thảm họa. Rồi xin mời cái sự gọi là từ giá từ phía sinh viên. Alo. Ừ rồi, mời em. Dạ, cô, em xin phép nói cái hiểm họa. Rồi, bạn nói về cái hiểm họa. Dạ, cô, hiểm họa là một cái bất cứ hiện tượng nào có khả năng phá vỡ và gây thiệt hại con người và môi trường. Ừ. Rồi, là bạn nói được, gọi là bạn suy nghĩ về cái thuật ngữ đó, bằng định nghĩa nó. Thế thì cái phần thứ hai đó là nó liên quan như thế nào đối với cả cái thuật ngữ khác, hay là đặc biệt là với cái thảm họa, khi mà chúng ta đã phân tích về thảm họa rồi, liên quan như thế nào? Dạ, hiểm họa thì có liên quan tới thảm họa, là thảm họa là hậu quả của hiểm họa của. Rồi, cảm ơn nghe. Có hiểm họa có thảm họa. Rồi. Thì những cái điều mà bạn Vũ đúng không? Là trình bày là nó rất là chính xác. Đấy là những cái yếu hiện tượng mà có khả năng gây phá vỡ hay là gây thiệt hại cho con người. Mà con người và môi trường ở đây chính là cái cộng đồng. Thực sự mà nói như vậy, nếu em muốn phát triển nó là cái mối liên quan trong cái các cái thuật ngữ khác, thì chúng ta thấy ở đây liên quan thêm cái cộng đồng nữa. Và tức là hiểm họa thì nó cũng có thể là được phân loại theo, nó là cái nguyên nhân của thảm họa, thế nên là những cái phân loại của hiểm họa nó cũng là cái nền tảng cho một cái hệ thống phân loại thảm họa. Còn nếu liên quan đến thảm họa là như thế nào thì bạn cũng đã làm rất rõ. Tức là hiểm họa nó là cái nguyên nhân, còn cái thảm họa là cái hậu quả. Hậu quả khi mà hiểm họa nó tác động lên một cái cộng đồng. Mà nếu cái tác động đó nó nặng nề theo cái tiêu chuẩn định nghĩa của thảm họa thì nó gây ra cái hậu quả đó là thảm họa. Đây là kể cả cái phần này thực ra mình có trong sách, nhưng mà cũng muốn khẳng định lại với các bạn một tí. Nếu mà các bạn đi nhanh quá thì chúng ta đi nhanh cái này rất là khỏe. Rồi tiếp tục mời bạn khác. Những cái bạn mà phát biểu đâu thường là nó sẽ dễ hơn. Những bạn sáu thì để được chọn lọc còn lại những cái khó. Mời bạn Võ Hoài Ân. Dạ alo. Rồi. Ân lựa chọn và trình bày một cái thuật ngữ đi anh. Thưa cô, là tính dễ bị tổn thương. Rồi. Là khi bạn nói trước những hiểm họa biết trước thì có khả năng sẽ gánh chịu những ảnh hưởng bất lợi do tác động của những hiểm họa này.
chưa rõ, mình chưa rõ em định nghĩa cái tính bị dễ bị tổn thương như thế nào, là rõ lại một cách dễ hiểu được. Cô dễ bị tổn thương là khi yếu tố đó có nguy cơ gặp hiểm họa và tác động bất lợi với ảnh hưởng của những hiểm họa. Khi các hiểm họa đó xuất hiện, đặc biệt là trong những tình huống có những khả năng bị hạn chế. Rồi thì cũng quá như là chấp nhận cái phần của em đi, hơi khó hiểu một tí. Thì là khi mà chúng ta nói là cái tính gì tổn thương này trong mối quan hệ với các thuật ngữ còn lại nó liên quan như thế nào thì em giải thích thế nào? Cái điều này là cái điều mà mình muốn nói mà mình để cho các em thể hiện là như vậy. Đôi lúc chúng ta đọc ở trong sách thì chúng ta có những cái nhóm thuật ngữ đập vô tai nói ra thì nó rất là gọi là mang tính khoa học hay là mang tính lý thuyết, nhưng mà rồi chúng ta hiểu nó như thế nào cho đúng thì là khác. Thì do đó là cái vấn trao đổi như vậy thì mình nghĩ là nó cần thiết. Và tính dễ bị tổn thương nó sẽ dễ dàng để mà nói ra nếu mà các em đã có cái phần định nghĩa trước đó với cộng đồng. Vì tính dễ bị tổn thương là một đặc điểm của cộng đồng. Đấy. Thì trước khi mình giải thích thêm vô cái tính dễ bị tổn thương thì có bạn nào phát biểu về cái cộng đồng được không? Cộng đồng là gì? Hiểu về cộng đồng thôi thì mình sẽ giải thích lại cho các em về tính dễ bị tổn thương. Mình đặt hàng để hiểu biết với cộng đồng đấy nhé. Mời bạn Nguyễn Thị Kim Cúc. Dạ luôn. Em giải thích về cộng đồng đi để làm nền tảng, nhưng mình giải thích cho bạn Ân về cái tính dễ bị tổn thương. Dạ, thưa cô, cộng đồng là một nhóm người sống trong một khu vực địa lý có tổ chức xã hội và hành chính ạ. Trong lĩnh vực quản lý thảm họa thì cộng đồng là gồm các thành phần như là người, tài sản, dịch vụ, sinh kế và môi trường ạ. Trời, cảm ơn em. Em trình bày được cái phần slide này. Tuy nhiên thì là cái định nghĩa của nó thì em phải bao gồm nguyên cái slide. Tại vì nếu em nói định nghĩa cộng đồng được hiểu là một nhóm người được sống trong khu vực địa lý có tổ chức xã hội và hành chính, và sau đó em dừng lại thì cộng đồng chỉ là một cái nhóm người. Được chứ? Nhưng mà chúng ta thấy là cộng đồng này trong cái quản lý thảm họa thì nó bao gồm luôn các vấn đề khác như tài sản, dịch vụ, sinh kế và môi trường. Thế nên ngay cả cái bản thân về định nghĩa về cộng đồng là em đã bao gồm những cái điều này rồi. Chứ còn nếu em dừng lại cộng đồng được hiểu là một nhóm người sống trong một khu vực địa lý có tổ chức xã hội và hành chính thì nó chỉ tất một yếu tố, là yếu tố người đầu tiên ở trong cái thảm họa này thôi, trong cái quản lý thảm họa này thôi. Em hiểu ý mình à? Thành ra là cái cộng đồng ngoài cái định nghĩa đó ra thì em phải bổ sung thêm là ngoài người ra thì nó còn tính đến cộng đồng, nó còn tính đến cái tài sản, đến dịch vụ, đến sinh kế và đến môi trường. Còn cái mối liên quan giữa cộng đồng và các cái thuật ngữ khác thì lúc nãy mình có nói đó, cộng đồng là nơi mà hiểm họa nó tác động vào và nó xảy ra một cái hậu quả, cái hậu quả nó có thể là nặng nề thì nó được gọi là thảm họa, mà nếu nặng nề thì nó gọi là cái gì thì lát nữa mình sẽ biết. Rồi cộng đồng này nó còn là cái hai cái đặc tính khác ở trong quản lý thảm họa liên quan đến tính dễ bị tổn thương và tính đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng. Hai cái khái niệm đó là hai cái đặc điểm của cộng đồng mà nó ảnh hưởng trong cái việc quản lý thảm họa. Thì đó là cái mà mình nói đến cái mối liên quan. Khi mà nếu các em có cái đọc và hiểu về cái thuật ngữ này rồi thì các em sẽ liên lại như vậy.
Cảm ơn cái phần phản hồi của bạn Kim Cúc là nó cả chính xác, nhưng mà rồi là nếu mình giải thích thêm thì các em thấy nó mang một cái tầng ý nghĩa khác, và sau này những cái phần trả lời của mình nó sẽ chính xác hơn. Rồi cảm ơn bạn Kim Cúc. Bây giờ chiều mình quay trở lại là cái phần tính dễ bị tổn thương của cộng đồng, thì phải có cái tính dễ bị tổn thương này rồi cộng đồng rồi thì cái tính dễ bị tổn thương nó mới bộc lộ lên được. Thì mình biết tính dễ bị tổn thương là một cái đặc điểm của cộng đồng, và cái tính dễ bị tổn thương này nó nói lên cái tính nhạy cảm của cộng đồng đối với những cái loài hiểm họa nhất định. Và khi nói đến cái tính chất nào mà nêu lên cả cái tính chất dễ bị tổn thương của một cộng đồng thì ở trong này nó nêu rất rõ, ví dụ như là cái yếu tố địa lý của cái cộng đồng đó, yếu tố cơ cấu về giới tuổi, hay là cái trình độ học vấn, rồi trình độ kinh tế xã hội. Vì những cái đặc điểm này nó quyết định là cái cộng đồng đó nó có dễ bị tổn thương hay không. Thậm chí có những nơi người ta nói là cái khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng này á, nó cũng nằm trong tính dễ bị tổn thương nữa. Tuy nhiên là tách biệt ra để cho thấy là sau này nếu mà chúng ta muốn làm giảm cái tính dễ bị tổn thương và chúng ta muốn làm tăng cái khả năng đáp ứng sẵn sàng thì là chúng ta có những cái nhóm biện pháp chuyên biệt. Tính dễ bị tổn thương nó tăng lên trong khi là cái khả năng sẵn sàng đáp ứng của cộng đồng nó sẽ giảm đi. Đó, hai cái này nó đối ngược với nhau. Mình nói ví dụ vì sao cái yếu tố địa lý thì nó là quy định cái tính dễ bị tổn thương của cộng đồng. Thì giải thích ra thì rất là dễ dàng. Em thấy đối với những cái khu vực cộng đồng dân cư mà sống ở các cái vùng trung du miền núi thì người ta sẽ đa số là sẽ bị nhạy cảm đối với loài hiểm họa là chi, là lũ quét, sạt lở đất. Trong khi những cái người cư dân những cái cộng đồng mà sống ở ven biển thì cảm thấy họ sẽ là dễ nhạy cảm đối với tình trạng nước biển dâng hay là tình trạng bão lụt đến từ ngoài đại dương. Thì đó là cái ví dụ để cho thấy rằng là cái yếu tố địa lý nó là một cái yếu tố mà quyết định tính dễ bị tổn thương của cộng đồng. Rồi chúng ta thấy rằng ở ngoài khu vực miền Bắc á, nó có những cái cộng đồng, có những cái khu làng mà gọi là cái lực lượng lao động á, người ta di cư vào Nam, người ta làm ăn, còn để lại cái cộng đồng đó là những cái người già, trẻ em hay là phụ nữ. Thì khi đó là cái cơ cấu tuổi giới nó quy định đến tính dễ bị tổn thương của cộng đồng. Khi mà một thảm họa đến một cái khu vực như vậy, rõ ràng thì cái khả năng xảy ra thảm họa đối cả cái khu vực mà mình, cái cộng đồng mà mình vừa đề cập đến, nó sẽ nặng nề hơn so với những cái cộng đồng khác có cái sự cân đối hơn. Khi mà có lực lượng lao động tuổi trẻ, có nam giới, người ta phụ các cái việc chuẩn bị hay là bảo vệ cái cộng đồng liên quan đến thảm họa. Thì những cái điều kiện khác thì các em tiếp tục tập để mà phân tích. Nhưng mà một vài các cái ví dụ liên quan đến các cái đặc điểm, các cái đặc tính quy định cái tính dễ bị tổn thương của cộng đồng thì các em nắm thêm. Các em suy nghĩ tiếp các cái khác, 5 phút mình trả lời cái điện thoại gấp đấy.
Rồi mình quay trở lại đây, xin các em thông cảm thì là vai trò trưởng khoa đôi lúc có những cái cuộc điện thoại nó cần phải có ý kiến nhanh gọn á. Thì trong khi đang xảy ra trong quá trình học thì các em thông cảm cho mình nha. Rồi chúng ta quay trở lại với những cái thuật ngữ tiếp theo. Rồi có bạn nào có cái phản hồi cho cả cái thuật ngữ còn lại không? Chúng ta còn là cái gì nữa? Tình trạng khẩn cấp, chúng ta còn cái khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng, hay là cái nguy cơ về thảm họa, đánh giá nguy cơ, tức là cái nguy cơ thảm họa đấy. Rồi bạn nào thử phản hồi xem. Nếu không có thì mình gọi, hãy mời bạn Vũ Trung Hoa. Dạ alo ạ. Rồi mời bạn Hoa. Dạ em chọn, em nói về nguy cơ ạ. Nguy cơ là khả năng mà một hậu quả không mong muốn có thể xảy ra khi hiểm họa tác động đến cộng đồng ạ. Nguy cơ nó sẽ tỷ lệ thuận với hiểm họa và tính dễ bị tổn thương, nó sẽ tỷ lệ nghịch với lại khả năng, với lại sự chuẩn bị của cộng đồng. Rồi cảm ơn nghe một số cái ý kiến thì bao gồm hai cái vấn đề ấy. Khi mà chúng ta chưa phân tích lại cái khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng á, mà mình nói nguy cơ thì nó khiếm khuyết, mất một cái phần hiểu biết của chúng ta về cái tính khả năng sẵn sàng. Vì cả em có đề cập đến là thì nguy cơ nó tỷ lệ nghịch với là cái khả năng đáp ứng của, sẵn sàng đấy. Thôi nhưng mà bạn chọn thì cũng được. Để mình qua những nguy cơ nó nằm đây. Thì nguy cơ ở đây thì mình hiểu rõ là nguy cơ thảm họa xảy ra, đó là khả năng mà một hậu quả không mình, nếu mà nguy cơ thảm họa xảy ra thì đó là cái khả năng xảy ra thảm họa khi mà một cái hiểm họa tác động lên cộng đồng. Mình phải đánh giá nó ra. Thì nguy cơ này là một cái kết quả đánh giá trước khi thảm họa xảy ra. Chứ còn thảm họa xảy ra rồi thì người ta đánh giá là để làm cái gì nữa. Và cái nguy đánh giá nguy cơ thảm họa này nó rất quan trọng trong cái quản lý thảm họa. Vì nếu mà đánh giá cái nguy cơ xảy ra thảm họa nó cao thì người ta phải có cái biện pháp để mà làm giảm thiểu cái nguy cơ đó đi. Đấy là khả năng như vậy. Và bạn cũng đã nêu lên được rồi, để mà tính toán thì cũng phải là cái đánh giá, mình dùng cái từ đánh giá thì đúng hơn từ tính toán. Và cái từ cái phương trình mà cả em đang thấy, ta phải thấy có dấu nhấn dấu bằng rồi vậy ha, nhấn tia rồi đó, thì là mình dùng cái từ phương trình nhưng mà nó cũng không chính xác. Cái phương trình này nó chỉ có nói lên cái mối quan hệ, mối liên quan giữa nguy cơ và các cái thành phần khác, trong đó có cái phần hiểm họa và tính dễ bị tổn thương cũng như khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng là các cái yếu tố mà nó tính trong, nó được xem xét đến trong cái việc tính toán cái nguy cơ thảm họa. Hiểm họa thì đã biết rồi, tính dễ bị tổn thương của cộng đồng biết rồi, còn cái khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng thì lát nữa sẽ có bằng trình bày. Nhưng mà nguyên tắc là chúng ta thấy rằng là nguy cơ nó sẽ là tỷ lệ thuận, nguy cơ nó sẽ tăng lên nếu mà cái bản chất của cái hiểm họa đó là nó nặng nề và cái tính dễ bị tổn thương của cộng đồng đó là cao, và nguy cơ sẽ giảm xuống nếu mà cái khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng nó tăng lên. Đó là cái mình nói cho các em về cái khái niệm nguy cơ cũng như là cái quan hệ như là vị trí của cái khái niệm đó trong cái chu trình quản lý thảm họa. Và mình đánh giá cái khái niệm về nguy cơ này nó khó hơn so với cả khái niệm khác đó, nó trừu tượng hơn, vì đây là một cái kết quả mà các nhà quản lý thảm họa họ phải đánh giá và nó phải xảy ra trước, được thực hiện trước khi thảm họa xảy ra, hay là cái hậu quả là gọi là cái tình trạng khẩn cấp. Rồi cảm ơn bạn khi mà trao đổi về cái nguy cơ thảm họa. Mình mời tiếp một bạn nữ đi, Nguyễn Thị Huyền. Em chọn một trong hai cái khái niệm còn lại để trình bày. Dạ có, cô có nghe thấy em nói không cô? Có, mình có nghe rõ. Thưa cô, là em chọn khả năng hay là sự chuẩn bị sẵn sàng. Thì khả năng hay là sự chuẩn bị sẵn sàng thì nó là
yếu tố để quyết định mức độ nghiêm trọng và khả năng quản lý những cái hậu quả của thảm họa, thì chuẩn bị sẵn sàng nó sẽ làm cho cộng đồng sẵn sàng để đối mặt với một cái thảm họa gần xảy ra. Thì mình có thể là tạo ra cái khả năng hay là sự chuẩn bị sẵn sàng này bằng cách là truyền thông hay là giáo dục, hoặc là có thể là diễn tập, hoặc là thông qua các hệ thống thông báo. Dạ hết đó. Rồi cảm ơn bạn Huyền. Xin lỗi, mình dẫn tới cái slide đấy ha. Thì bạn cũng nói lên bằng là dễ hiểu, sau khi mình có cái mô tả về đặc điểm của cộng đồng, về cái tính dễ bị tổn thương thì cái phần này các bạn có cái cơ sở để mà nói hơn và cũng có thể là thấy mình dễ hiểu hơn. Được chưa? Thì là cái này cũng là một cái đặc điểm của cái cộng đồng, và cái đặc điểm này nó lại liên quan đến những cái tính chất khác so với những cái đặc điểm trong cái tính dễ bị tổn thương. Nó sẽ liên quan đến cái quá trình đào tạo, và đào tạo này thì đào tạo đến cái đào tạo cái khả năng quản lý hay là ứng phó với thảm họa, chứ không phải là gọi là trình độ học vấn. Được chưa? Ngoài ra cái vấn đề thực hiện truyền thông giáo dục trong cái thảm họa hay là ứng phó với thảm họa ở cộng đồng này nó như thế nào, rồi cả cái khác giống như là cái hệ thống cảnh báo sớm, rồi hệ thống dự báo thời tiết, hệ thống kết nối thông tin nếu mà tình trạng khẩn cấp hoặc là thảm họa xảy ra, hệ thống báo cháy, túi thuốc của gia đình. Đấy là những cái chỉ số mà cho thấy rằng là cái khả năng phản ứng của cộng đồng, của người dân khi mà thảm họa xảy ra, bao gồm cả cái vấn đề diễn tập. Thì là cái phần này thì nó dễ hiểu hơn. Cả em thấy nếu mà một cộng đồng được thực hiện tốt hay là có được trang bị những cái hệ thống như thế này thì cái rõ ràng cái hậu quả thảm họa nó xảy ra nó sẽ giảm nhẹ hơn, sẽ ít hơn. Hình như là hiện nay người ta lắp đặt những cái hệ thống cảnh báo sóng thần ở ngoài xa, từ xa là đã có dấu hiệu cảnh báo rồi thì ở trong bờ họ sẽ dạt đi, dẫn đến là cái tính mạng của người chấn thương nó được hạn chế rất là hiệu quả. Được chưa? Hay là giống như là hệ thống thông tin dự báo thời tiết bữa nay nó cũng rất là tốt, họ thông báo ra cho người dân không được ra khỏi nhà trong cái thời điểm này, thời điểm khác, thì nó hạn chế rất nhiều cả cái tai nạn, và thậm chí cảm thấy nếu dự báo sai một cái thì là dẫn đến những cái hậu quả ngược lại. Tức là cho chúng ta một số các cái đặc điểm của cộng đồng mà nó nói lên được cái tính sẵn sàng đáp ứng của cộng đồng, tính sẵn sàng hay là khả năng đáp ứng sẵn sàng của cộng đồng, thì nó như nhau, tiếng Anh nó đều là readiness. Thì qua cái này thì các em cũng là thấy được trong cái mối liên quan giữa đánh giá thảm họa đó, nếu mà cái tính sẵn sàng này nó tăng lên thì rõ ràng là cái khả năng xảy ra thảm họa nó sẽ giảm xuống. Và chúng ta còn một cái cuối cùng nữa là cái tình trạng khẩn cấp, thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, thành mình nói nhắn thôi. Thì là cái tình trạng khẩn cấp nó tương tự với cái thảm họa ở cái mức độ, tức là nó là cái hậu quả khi một hiểm họa tác động lên cộng đồng. Tuy nhiên cái hậu quả này vì nhiều lý do mà nó không nghiêm trọng, nó không gây những cái tổn thất nặng nề về người, về tài sản, về môi trường, thì nó được gọi đó là một cái tình trạng khẩn cấp. Tức là có xảy ra các đáp ứng, nhưng mà nội bộ trong cộng đồng đó người ta giải quyết được, phục hồi được mà không cần sự hỗ trợ từ phía bên ngoài, thì lúc đó thì gọi là tình trạng khẩn cấp. Thì ở trong sách thì các em sẽ thấy thêm một số các cái thông tin, những cái sơ đồ mà nó có thể là làm rõ cái mối quan hệ cũng như của các cái thuật ngữ này, cũng như là mối quan hệ của chúng trong cái chương trình quản lý thảm họa. Thì các em thấy rằng là hiểm họa nó tác động vào cộng đồng thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng khẩn cấp hay là thảm họa, là tùy vào cái mức độ hậu quả. Hay là chúng ta có cái khung logic về thuật ngữ cơ bản này, thì các em đọc thêm cũng đọc thêm một số các cái phân loại thảm họa ấy. Như mình nói là mình nói nhiều về phân loại thảm họa rồi, nhưng mà chúng ta chú ý đến cái phân loại thảm họa của cái Bộ Y tế chúng ta liên quan đến mức độ của nạn nhân. Thì cái này thì nó được là dễ làm dễ dàng trong cái việc quản lý về mặt y tế, quản lý về mặt tử vong, chấn thương hay là bệnh tật của ngành y tế. Thì chúng ta nói đến, thì chúng ta đọc thêm cái này nữa là có chia ra 4 mức với cái số lượng nạn nhân hoặc là số người phải nhập viện. Là
cái phần cuối của chúng ta thì mặc dù có rất nhiều các cái suy nghĩ trao đổi, nhưng mà mình nghĩ những cái phần nội dung chính thì đã là bàn luận cho các em. Thì chúng ta đã hết giờ rồi, hẹn gặp lại các em trong những cái nội dung tiếp theo trong học phần thuộc về thảm họa. Các em có câu cố hỏi hay là cái phần đánh giá nào, góp ý nào sau cái buổi học này không?